Nhân tiện ở đây nó có cái, đây cái style bắt tay kiểu này, cái này là đặc sản của ASEAN. Cái kiểu bắt tay, cái vòng tay này, đan tay này, chắc là cái vùng này nổi tiếng về mây che đan luồng nữa. Nên đây là đặc sản của ASEAN đấy, kiểu nhưng mà cái thầy cô mà cho, nhưng mà thầy cô cho học trò thực hành diễn kịch hay đóng vai gì đấy, hội nghị thượng đỉnh ASEAN gì đấy, thì đây nó kiểu bắt tay ASEAN. Rồi như vậy để các thầy cô hình dung là cái cấu trúc của cái mục này là như thế. Mục này gồm có 3 nội dung đúng chưa? Tầm nhìn của ASEAN sau 2015 là cái gì? Kết quả hợp tác ASEAN đạt được là cái gì? Và trên cơ sở đó thì mới hình dung ra thách thức và triển vọng. Đây là một trong những đóng góp của Việt Nam đây ạ. Đây. 2020, Việt Nam là chủ tịch. Nên trong cái hội nghị cấp cao thứ 37 diễn ra tại Hà Nội thì tôi thông qua cái văn kiện tuyên bố Hà Nội về tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025. Vâng. Đây cô đọc cái văn kiện này thì sẽ hình dung ra cái việc nó tiếp tục thúc đẩy hơn nữa các biện pháp để củng cố ba cái trụ cột này: kinh tế, an ninh chính trị và xã hội. Nó đạt được rất nhiều thành tựu. Một loạt những cái sự kiện được mô tả được dẫn ở bên trên đấy chính là các thành tựu hợp tác của nó. Nào là nó tạo ra các khuôn khổ để ASEAN đàm phán với các bên liên quan, đàm phán với Trung Quốc trong việc xây dựng hệ thống ứng xử, quy tắc ứng xử trên Biển Đông này. Rồi nó tổ chức hợp tác về an ninh chống cướp biển, hợp tác về chống buôn lậu, hợp tác về chống tội phạm. Nó tổ chức một loạt các hợp tác về tập trận chung đấy, các hội nghị an ninh, các diễn đàn an ninh, diễn đàn biển, vân vân. Mục đích của nó là muốn tạo ra một cơ chế hợp tác đa phương đấy, khi muốn là đánh giá về kết quả của nó về an ninh quốc phòng, là nó tạo ra một cơ chế hợp tác đa phương để giải quyết các vấn đề an ninh và chính trị. Và thông qua cái chế độ đa phương này, ASEAN với tư cách là một nhóm sẽ củng cố sức mạnh của các nước nhỏ trong khu vực trong việc đối đầu với các cường quốc. Đấy, linh hồn của toàn bộ cái hợp tác về an ninh chính trị là như thế. ASEAN với tư cách là những nước nhỏ phải tạo ra một cơ chế an ninh để nó chiếm ưu thế, để nó không bị lép vế, ứng xử cách sòng phẳng trên cơ sở tôn trọng luật pháp, sự hòa bình, hợp tác với những nước cường quốc mà nó phải ứng phó. Rồi về kinh tế, cơ sở hạ tầng đúng chưa, thuế khóa, bây giờ nó có một loạt cái việc thống nhất các cái form mẫu thuế quan ở của ASEAN đấy, rất nhiều cái chuyện các thầy cô lên mạng, các thầy cô tra và các thầy cô có được một loạt thống nhất form mẫu thuế, giảm thuế, lộ trình giảm thuế, hợp tác thúc đẩy đầu tư thế nào, tỷ trọng thương mại, quy mô thương mại của các nước ASEAN như thế nào, tăng lên ra làm sao đến giờ đấy. Bây giờ trên bất chấp những cái gì vừa đạt được đấy thì thách thức ở đây là cái gì? Có bốn cái thách thức quan trọng, các thầy cô ở đây phải hình dung ra được. Trước hết là an ninh. Cái vùng Đông Nam Á này nó nằm ở trong một cái khu vực, không may là nó ở bên một cái cường quốc đang trỗi dậy trở thành siêu cường. Cho nên
nó trở thành một trong những điểm nóng về địa chính trị. Tại sao châu Âu là điểm nóng ở thế kỷ thứ 19? Vì thằng Đức, thằng Pháp đánh nhau. Một cường quốc trỗi dậy và nó làm xáo trộn địa chính trị ở các nước xung quanh. Đơn giản thế thôi. Các thầy cô dạy quan hệ quốc tế, các thầy cô dạy lịch sử châu Âu, các thầy cô dạy các cuộc chiến tranh thế giới, rồi chiến tranh và hòa bình lớp 11 đấy. Tôi dùng. Toàn bộ tất cả sự hỗn loạn này được gây ra bởi một cường quốc trỗi dậy. Và cái cường quốc trỗi dậy đấy, đặc biệt nó là thành siêu cường, thì nó làm sụp đổ cấu trúc về kinh tế và địa chính trị ở xung quanh đó. Đơn giản thế thôi. Cái ví dụ thứ hai mà các thầy cô dẫn ra được chính là thằng Mỹ. Thằng Mỹ khi nó biến thành một siêu cường, đúng chưa ạ? Cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20, toàn bộ cái vùng Mỹ Latin trở thành sân sau của nó. Và từ đấy nó trở thành hỗn loạn. Nó là cuộc đánh nhau liên tục của các nhóm thân Mỹ và các nhóm chống Mỹ. Ngay cả những năm đầu tiên của sự của việc Mỹ nó vươn thành siêu cường, cái nước đầu tiên mà nó đánh là Tây Ban Nha, đúng chưa? Chiến tranh Mỹ Tây Ban Nha và hệ quả của nó, Cuba rơi vào tay Mỹ và bên này là Philippines rơi vào tay Mỹ. Bất kỳ một cường quốc nào trỗi dậy cũng đều gây ra chiến tranh và xung đột địa chính trị. Và cái ông Trung Quốc nằm ngay bên cạnh ông Nam Á. Cái hệ quả đầu tiên mà Trung Quốc gây ra với Đông Nam Á chính là gì ạ? Chiều rẻ. Chiến thuật của Trung Quốc là song phương. Tất cả mọi thứ của nó là song phương. Nó không chơi với nhóm. Nó không chơi với ASEAN với tư cách là một khối. ASEAN mời nó đến, nó đến. Nhưng tất cả các vấn đề của nó, đặc biệt là an ninh quốc phòng, nó chơi với ASEAN với tư cách song phương. Cho nên không về chính trị và an ninh, không có nhân tố nào gây chia rẽ và không có nhân tố nào có khả năng chia rẽ và không có nhân tố nào có khả năng gây ra nhiều rủi ro về an ninh và chính trị nhiều hơn là sự trỗi dậy của Trung Quốc đối với vùng Đông Nam Á này. Và cái sự trỗi dậy của Trung Quốc mới chỉ là bắt đầu. Cái sự can dự của Trung Quốc mới chỉ là bắt đầu. Để các thầy cô hình dung, mọi thứ sẽ còn tiếp tục cùng với sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc, cùng với sự trỗi dậy của các tham vọng toàn cầu của Trung Quốc. Cơ sở hạ tầng, các dự án, vành đai con đường, di dân, mọi thứ sẽ làm thay đổi cuộc chơi và nó thách thức trực tiếp đến ASEAN. Sự trỗi dậy của Trung Quốc liên quan đến Ấn Độ. Ấn Độ có chính sách ngày xưa là hướng đông, bây giờ là hành động phía đông, đúng chưa? Và cái này ảnh hưởng trực tiếp Đông Nam Á trước nguy cơ trở thành một cái nơi cạnh tranh địa chiến lược của các nước lớn. Cái này tôi có một cái cuốn sách ở nhà xuất bản dị quốc gia, tôi với lại các thầy cô ở khoa sử có viết cạnh tranh Trung Ấn ở khu vực Đông Nam Á. Thầy cô nào ấy thì tìm hiểu đọc thêm. Mở to màn hình được không? À, nhiều quá nghe tôi phải ấy. Đặc biệt là bây giờ Mỹ tiếp tục quay trở lại, đúng chưa? Nào, chính sách xoay trục của Mỹ sang châu Á, Thái Bình Dương, vân vân. Nhật Bản cũng muốn tiến đến đây. Hàn Quốc quay trở lại. Khi mà Hàn Quốc và Mỹ và Nhật Bản cạnh tranh với Trung Quốc, có nghĩa là Mỹ rút lui khỏi Trung Quốc, Hàn Quốc rút lui khỏi Trung Quốc và Nhật Bản rút lui khỏi Trung Quốc. Cái nơi mà Hàn Quốc và Nhật Bản tìm đến ở đâu ạ? Đông Nam Á.
Nó lý giải vì sao Samsung trở thành công ty lớn nhất đầu tư vào Việt Nam. Bây giờ 1/4 xuất khẩu của Việt Nam chính là công ty Samsung này. Samsung xuất khẩu hàng hóa, Samsung xuất khẩu ra khỏi Việt Nam là gần 100 tỷ đô la, khủng khiếp. Phần lớn máy in, rồi phần lớn điều hòa, phần lớn điện thoại của nó là đều làm ở Việt Nam này, mấy chục triệu cái máy in này, kiểu kiểu thế. Và như thế là nó tạo ra cạnh tranh ngày càng lớn. Các nước, các cường quốc, các nước lớn, coi cái vùng Đông Nam Á này là cái nơi cạnh tranh. Cạnh tranh về chính trị, cạnh tranh về quân sự, cạnh tranh về địa chiến lược, cạnh tranh về kinh tế. Đây là một vài ý tưởng để các thầy cô, khi mà các thầy cô trình bày với học sinh thì các thầy cô, đấy, nó liên quan rất nhiều nhân tố. Từ Mỹ xoay trục đến sang châu Á, Thái Bình Dương này, Trung Quốc trỗi dậy, Trung Quốc và Mỹ, Ấn Độ bắt đầu từ nhìn phía đông sang hành động phía đông, Nhật Bản và Hàn Quốc từ cái chỗ đầu tư vào thị trường Trung Quốc thì bắt đầu rút ra khỏi Trung Quốc và nhảy vào Đông Nam Á. Và như thế nó biến thành một cái nơi rất hỗn loạn về địa chính trị. Mà nếu mà Đông Nam Á, ASEAN mà ứng xử không khéo thì có nguy cơ là trở thành một cái cuộc chiến tranh lạnh mới trong khu vực. Mà cụ thể bây giờ một số nước ở Đông Nam Á đã bắt đầu chịu ảnh hưởng của Trung Quốc. Trước kia là Philippines trong một giai đoạn lúc thời cầm quyền của Tổng thống Duterte. Bây giờ là Lào, phần chính sách của Lào. Bây giờ cái nước mà có nợ nhiều nhất trên GDP của cả cái vùng Đông Nam ASEAN này chính là Lào. Nợ của Lào với Trung Quốc bây giờ chiếm khoảng 60% GDP. Giống như là cô thu một năm mà thu nhập được 1 tỷ mà cô thu đã vay nợ 600 triệu. Kiểu thế. Cô thu chắc là phải hơn chứ phải không, 1 tỷ rồi. Nó viên giải lịch sử cơ mà. À, để thầy cô hình dung ra. Hơn hơn thầy Liêm ạ, Vâng khoảng vâng, tôi cũng tôi cũng 1 tỷ 1.000. tôi cũng nghĩ là sửa đang hot. Và nó liên quan đến lệ thuộc, nói chưa, đằng sau câu chuyện vay nó là câu chuyện lệ thuộc về chính trị. Ở Campuchia bây giờ cái cộng đồng lớn nhất người nước ngoài là cộng đồng Trung Quốc. Cái ngôn ngữ được học nhiều nhất ở Campuchia là tiếng Trung, tiếng Anh. Và các nhóm người Hoa có riêng cái cảng, những cái thành phố mà rất nhiều cộng đồng người Hoa đóng vai trò chi phối. Chi phối. Biểu hiện của nó thì là đó. Cái việc mà Campuchia không nhất trí được các cái vấn đề về Biển Đông và các chương trình nghị sự chung ấy, cả điều đó rồi. Cuộc chiến tranh thương mại chẳng hạn. Trung Mỹ ảnh hưởng trực tiếp đến Đông Nam Á. Đúng chưa? Vì rất nhiều các công ty liên quan đến Trung Quốc làm ăn ở các nước Đông Nam Á này. Đấy, chúng ta hình dung. Bây giờ cái có thách thức tiếp theo nữa liên quan đến cái sự phát triển và các cái chính sách để thúc đẩy cộng đồng ASEAN này. Đó là sự đa dạng của các nước thành viên về chế độ chính trị, rồi tôn giáo, khoảng cách về sự phát triển kinh tế của các nước. Về khoảng cách kinh tế thì chúng ta hình dung ra rồi, cho bây giờ ông Lào với ông Myanmar 2000, trong khi ở Singapore với Brunei bây giờ nó là cả 80.000, 100.000 rồi. Nhưng mà nó lệch nhau đến mấy chục lần. Không có một cái tổ chức khu vực nào liên kết chặt chẽ mà lại có một cái sự chênh lệch khủng khiếp đến như thế. Bây giờ về đa dạng thì các thầy cô cũng hình dung ra rồi. Nó có ở ASEAN này, nó có tất cả các thể chế chính trị. ASEAN này có tất cả các tôn giáo. ASEAN này có tất cả các nước đa sắc tộc, có những nước như là Indonesia ấy có hơn 360 cái nhóm sắc tộc khác nhau. Myanmar khoảng 135. Ừ.
chúng ta có quân chủ chuyên chế trung ương tổng quyền này, quân chủ chuyên chế là Brunei này, chúng ta có quân chủ lập hiến Thái Lan, tự nhiên giờ nó có hiến pháp, dùng hiến pháp này là vô quyền rất to, chúng ta có Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Campuchia là nước quân chủ lập hiến, chúng ta có Cộng hòa Tổng thống, chúng ta có Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa, chúng ta có độc tài quân sự đấy, các thầy cô có thể mô tả cho học trò sự đa dạng của nó, chúng ta có Hồi giáo, chúng ta có Phật giáo, chúng ta có nước theo tư tưởng chủ nghĩa xã hội tức là vô thần, chúng ta có Hindu giáo Pali, vân vân và vân vân, chúng ta có Kitô giáo Philippines, gần như toàn bộ người Philippines là theo Kitô giáo, bởi vì khi mà thằng Tây Ban Nha nó đến thì cái Hồi giáo này nó mới chỉ kịp đi qua Malacca, đi qua đảo Sumatra, đi qua bán đảo Malay, đi qua Borneo, đi qua Java và lên phía nam của Philippines. Nó chưa kịp đi lên miền trung Philippines thì Magellan đến, đúng chưa? Magellan và người Tây Ban Nha đến và chiếm toàn bộ Philippines. Và những ông người đặt tên cho các thuộc địa mà họ mới chiếm được là theo tên của ông Philip, mang tặng toàn bộ thuộc địa này cho ông Philip, cho nên mới đặt tên tên của nó là Filipino đấy, Philippines là vì thế. Và là một quá trình cải đạo toàn bộ chỗ này biến thành Kitô giáo, và toàn bộ người Philippines lúc đó chưa có tên, thì bọn Tây Ban Nha nó chia tất cả những người đến từ hòn đảo này là lấy tên từ A đến D, tất cả người hòn đảo này lấy tên là gì, lấy M đến N đến PQ đấy, cho nên bây giờ chỉ cần nghe cái tên họ của một ông Philippines đó là biết ngay là tổ tiên của ông ta đến từ cái hòn đảo nào đấy, bất kỳ thế sự khác biệt về thể chế rồi. Không có một cái tổ chức khu vực nào, không có một cái cấu trúc hợp tác khu vực nào mà đa dạng khủng khiếp như thế cả. Nó thêm các lý do để chúng ta hình dung tại sao mà cái ASEAN này nó lại lỏng lẻo, nó linh hoạt và nó dùng cái cơ chế là gì nhỉ? Đi đền với nhau, bàn với nhau theo kiểu không 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 chính thức, phi chính thức là vì thế. Vì nó muốn đạt được sự đồng thuận. Và đấy dẫn đến cái nguy cơ tiếp theo, người số 3. ASEAN hoạt động trên nguyên tắc đồng thuận. Nó đã đa dạng rồi, nó đã phức tạp rồi, mà bất kỳ một cái vấn đề nào của ASEAN cũng phải được tất cả các nước gật đầu. Cho nên cực kỳ phức tạp. Cái vấn đề quan trọng cho nên chúng ta sẽ thấy được là tất cả những cái chính sách, tất cả cơ chế hợp tác của ASEAN chủ yếu nó nằm ở các lĩnh vực về kinh tế, thương mại, rồi văn hóa, rồi bản sắc chung. Còn tất cả những vấn đề liên quan đến lãnh thổ này, chủ quyền này, đảo chính này, rồi quân sự vân vân tất cả đấy, là ASEAN rất ngập ngừng và rất ít đề cập. Cái duy nhất mà chính trị và an ninh mà đấy mà các bạn thì có hình dung ở trên đấy là nó tạo ra một khối chung, ít nhất có chung một tiếng nói, vì tất cả những nước này đều biết là cái bọn to nó đang chèn ép mình, cho nên nó phải ngồi với nhau để tạo ra một cái khối chung về an ninh và chính trị thôi. Và ít nhất nó tạo ra một tiếng nói để tạo ra các cơ chế hợp tác giữ được bên trong hòa bình, hợp ổn định và làm cho bên ngoài không bắt nạt được mình. Đấy, mục đích của gan ý chị nó là như thế. Còn lại nó rất khó để, giống như là vấn đề người Rohingya ở Myanmar chẳng hạn, nó là diệt chủng. Phương Tây gọi nó là diệt chủng. Cho nên cái bà Aung San Suu Kyi, bà bị lên án là vì thậm chí là có người còn yêu cầu là tước cái giải Nobel hòa bình của bà này. Vì bà này sau đó là được thả ra, sau đó chính quyền quân sự nó nhân nhượng, đúng chưa? Cho nên phải có đàm phán, phải có bầu cử với nhau. Obama đến đến Myanmar là vì thế, cho nên bà này được trao giải Nobel hòa bình. Tuy nhiên là khi mà bà này tranh cử tổng thống thì cái bọn quân đội nó không cho, vì nó bảo bà này lấy người nước ngoài, lấy người Anh và có hai thằng con người nước ngoài, cho nên không được tranh cử tổng thống.
Và vì thế mà cái ông lái xe của bà này trở thành tổng thống. Còn bà này trở thành cố vấn cao cấp. Lái xe nhưng mà có bằng ở Đại học Oxford chứ không phải là lái xe bình thường. Lái xe nhưng có bằng ở Oxford. Bà này trở thành cố vấn cao cấp. Và khi mà bà này trở thành cố vấn cao cấp thì bà này sống giữa một chính phủ của những người miến đa số theo Phật giáo. Cho nên là khi kể cả khi quân đội mà đàn áp người Rohingya Hindu Phật giáo Hồi giáo ấy thì bà này cũng không lên tiếng gì cả. Cho nên là bà này mới bị phương Tây nó bảo là giải Nobel hòa bình cái gì mà để nhìn nhìn, nhìn cho nhìn người Miến với lại người Phật giáo nó đàn áp người Hồi giáo như thế. Cho nên nó mới đòi bà này là trả lại giải Nobel hòa bình là vì thế. Cho nên hôm qua là một đúng mọi người có nói về cái chuyện là sự phức tạp của Myanmar nó là như thế. Nó rất là phức tạp về câu chuyện về tôn giáo, về sắc tộc, về các nhóm dân tộc giữa phe quân sự với phe dân sự vân vân, các đảng phái khác nhau. Và cái sự đồng thuận này làm cho vấn đề Myanmar bị đóng băng. Rất nhiều vấn đề khác nữa bị đóng băng. Cái việc mà chúng ta chậm trong cái việc đưa ra cái quy tắc ứng xử Biển Đông cũng vậy đây. Bởi vì gần đây là Trung Quốc nó chia rẽ trong cái việc là ASEAN có một tiếng nói, ASEAN có một nghị quyết chung về vấn đề Biển Đông. Cho nên là nó làm giảm cái tính hiệu quả của ASEAN đối với việc giải quyết vấn đề Biển Đông là vì thế. Bây giờ cuối cùng là một loạt các thách thức phi truyền thống. Chúng ta có hai cái loại bây giờ trong cái nghiên cứu về an ninh chính trị thì nó có là nó chia là hai cái category hai cái nhóm thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Bây giờ phi truyền thống nó là cái gì? Nó là ô nhiễm môi trường rồi dịch bệnh rồi tội phạm xuyên quốc gia vân 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 và vân vân đấy. Biến đổi khí hậu. Chúng ta biết rằng cái vùng Đông Nam Á này nằm ở cái vùng gì? Châu Á gió mùa. Cái Châu Á gió mùa này nó kéo dài từ Ấn Độ, kéo dài đến Việt Nam và Nhật Bản. Toàn bộ chỗ đấy là Châu Á gió mùa. Và đã là Châu Á gió mùa thì đương nhiên là biến đổi khí hậu của nó là khủng khiếp nhất. Tại sao cái chỗ này nó gọi là Châu Á, nó gọi là Thái Bình Dương? Vì khi cái ông Magellan ông ấy đi đi xuống cái vùng biển phía nam của châu Mỹ, đi qua phía nam của Argentina, ông ấy đi qua một cái eo biển bây giờ chúng ta đặt tên là eo Magellan, ông ấy tiến vào biển Thái Bình Dương này từ phía đông, ông ấy tiến vào, ông ấy nhìn thấy đi hàng trăm cây số trời yên biển lặng, đấy là cái vùng ở bên bờ bên này. Còn đi về bờ bên tây, đi về Guam, đi về Philippines, đi về Việt Nam, đi về Đài Loan. Đó là thủ đô của bão trên toàn thế giới. Chỗ này là núi lửa và bão. Cho nên đây càng biến đổi khí hậu thì cái chỗ này càng khủng khiếp. Chúng ta phải cảm ơn Philippines vì phần lớn các cơn bão đi qua đấy nó bị giảm cường độ. Chứ không có Philippines thì chúng ta tèo. Và Việt Nam là một trong những 10 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Bây giờ, thành phố Hồ Chí Minh, Bangkok, Jakarta, mỗi năm đang chìm xuống biển 15 đến 20 cm. Đây, một vài ví dụ để các thầy cô mô tả cho học trò. Bangkok, thành phố Hồ Chí Minh, Jakarta, phần lớn rác thải nhựa ở trên Thái Bình Dương. Bây giờ ở trên Thái Bình Dương nó có một cái bãi rác thải nhựa thủy triều nó kéo đến đấy to bằng nước Pháp. Sắp tới bây giờ trong đại dương thì rác nhiều hơn cá, to bằng nước Pháp. Và phần lớn cái rác thải nhựa này đến từ đâu? Sông Hồng, sông Mê Công, sông Irrawaddy, tức là các dòng sông của Đông Nam Á này. Cái dòng sông bẩn nhất thế giới là dòng sông ở Jakarta. Jakarta bẩn thỉu và ô nhiễm đến mức mà người ta phải buộc phải sắp người ta đang bỏ Jakarta
không còn là kinh đô của Indo nữa, thủ đô của Indo nữa, mà xây một cái thủ đô mới trên hoàn đảo khác, Sulawesi. 40 tỷ đô la nó đang làm rồi. Nó làm 40 tỷ đô la để nó bỏ chạy khỏi Jakarta. Jakarta đang chìm xuống biển. Jakarta ô nhiễm. Cái thành phố này nó ô nhiễm và nó tắc đường, nó chật chội đến mức chính quyền Jakarta cấm. Trong giờ cao điểm thì không được phép ô tô chỉ có một người. Có nghĩa là cái ô tô mà chỉ có một lái xe là bị phạt. Cho nên khi chúng ta đến đấy thì thấy dọc cái con đường vào Jakarta ấy là có một loạt những cái người đứng vẫy xe. Người ta vẫy xe vì là những người nào mà lái xe một mình vào Jakarta thì bị phạt. Cho nên là phải có thêm người ngồi sau nữa thì không bị phạt. Đến mức như thế. Đây. An ninh, biến đổi rồi vân vân. Về cách thách thức của cộng đồng ASEAN. Một trong các vấn đề quan trọng ở đây chúng tôi có lên một vài ví dụ đấy, đúng chưa? Vấn đề Biển Đông, biến đổi khí hậu và quản trị dòng sông Mekong. Vấn đề quản trị sông Mekong là một trong vấn đề quan trọng nhất của Đông Nam Á bây giờ. Và cái nước mà chịu hệ quả nặng nề nhất chính là Việt Nam. Bây giờ cái dòng Mekong này có mấy chục con đập thì ở Trung Quốc, sau đó là Lào, sau đó là Campuchia. Và tất cả con đập này nó lấy hết nước của vùng hạ lưu. Bây giờ sắp tới mà cái chính quyền Campuchia bây giờ mà nó đào luôn cái con kênh Phù Nam để nối ra biển ấy, thì bây giờ cái lượng nước mà nó về miền Nam Việt Nam này nó sẽ mất đi 40% nữa. Về cơ bản dòng sông Mekong tức là dòng sông chết, cho nên cái vấn đề quản trị lưu vực sông Mekong là cực kỳ quan trọng và chúng ta vẫn chưa có giải pháp. Chúng ta có ủy hội sông Mekong, cái này giải thích để các thầy cô hình dung, các thầy cô có thể lấy một vài ví dụ cho học trò. Chúng ta có ủy hội sông Mekong nhưng cái ủy hội đó là để cho vui, ủy hội đó không có quyền ra các quyết định bắt buộc. Chúng ta đang quản trị một dòng sông nhưng chúng ta không có một cơ chế để bắt buộc các quốc gia phải chia sẻ lợi ích, lợi nhuận từ dòng sông này. Mà lẽ ra là cái chúng ta phải có chính sách. Ví dụ cái dòng sông Mekong này một năm nó có 1 tỷ tấn nước. Thì chúng ta phải tính toán làm thế nào đó để Trung Quốc chỉ lấy được 200 triệu, Lào thì 162 triệu, Thái Lan là 170 triệu, Khmer là bao nhiêu triệu đấy, để cái dòng sông này nó có tiếp tục duy trì đến cái vùng hạ nguồn của Việt Nam. Nhưng chúng ta hoàn toàn chưa có cơ chế nào cả. Đây là vấn đề chung để hôm sau các thầy cô học về Liên Hợp Quốc và quan hệ quốc tế thì các thầy cô sẽ hiểu tại sao bây giờ không ai còn nói Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nữa, đúng chưa? Ngày xưa cái ông ấy là cái ông to nhất ở trên thế giới này. Tất cả những cậu bé 8 tuổi đều mơ một ngày trở thành Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Bây giờ chúng ta không biết tên ông ta là ai cả. Bởi vì Liên Hiệp Quốc và tất cả các thể chế này nó là sản phẩm của thời kỳ chiến tranh lạnh. Nó là sản phẩm sau tranh thế giới thứ hai. Nó chỉ phù hợp trong khung cảnh của một trật tự quốc tế có hai siêu cường và vận hành nó thông qua mạng lưới của mình. Còn bây giờ đó là thời buổi của quản trị quốc tế. Cho nên Liên Hợp Quốc ngày càng thất bại, tất cả các thể chế quốc tế khác ngày càng sụp đổ là vì thế. Người ta bất lực vì tất cả các thể chế và các cấu trúc quốc tế này trong hệ quốc tế này nó dành cho chiến tranh lạnh và quan hệ quốc tế đã thay đổi rất nhiều rồi. Trong đó cái sông Mekong này. Sông Mekong này, biến đổi khí hậu này là những vấn đề cần phải có quản trị quốc tế mà chúng ta đang thiếu các cơ chế của quản trị quốc tế. Đấy là vấn đề tiếp theo mà lịch sử quan hệ quốc tế phải đề cập đến. Đó sẽ là vấn đề tiếp theo của các tổ chức và thiết chế quốc tế. Điều này làm gì? Đương nhiên nó thúc đẩy hợp tác của các quốc gia ASEAN. Cách duy nhất để ASEAN giải quyết tất cả khó khăn này
là tăng cường các cơ chế hợp tác của nó. À, dòng sông Mekong mà chết sẽ là một thảm họa. Và cái nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là Việt Nam. Các bạn tưởng tượng khi cái dòng sông Mekong này và sụp đổ, lưu vực sông Mekong biến mất, cái hạ lưu biến mất, không còn nước nữa, thì 20 triệu người đang sống ở cái vùng hạ lưu của sông Mekong trên lãnh thổ Việt Nam này đi đâu và làm gì? Đấy sẽ là một trong những bài toán kinh tế và xã hội và chính trị lớn nhất của Việt Nam trong các thập kỷ tới và của cả ASEAN đấy. Bây giờ triển vọng của nó, lẽ ra cái mục triển vọng này cũng phải để như cái ô thách thức. Tuy nhiên, hội đồng yêu cầu viết thành thành mục thì viết thành mục. Bây giờ chúng ta vừa nói về cái chuyện ở trên kia, cái vùng châu Á Thái Bình Dương này nó là nơi xung đột, nhưng cái vùng châu Á Thái Bình Dương này cũng là một trong khu vực phát triển năng động nhất của thế giới gắn với Trung Quốc, gắn với cái sự chuyển dịch của các luồng đầu tư của Hàn Quốc, Nhật Bản và phương Tây vào Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Thứ hai là cái cộng đồng kinh tế ASEAN này ngày càng thúc đẩy cái hợp tác khu vực, chưa? Đó là cái lợi thế của liên quan tiếp theo đấy. ASEAN và cộng đồng ASEAN ngày càng mở rộng về thể chế, hợp tác ngày càng chặt chẽ, thúc đẩy các cơ chế mới, ngày càng đa toàn diện vân vân, gắn kết các khu vực Đông Nam Á trở thành năng động thịnh vượng, vân 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 vân. Rồi vai trò vị thế, đây về đối ngoại, số 3 đấy. Vai trò rồi vị thế của ASEAN ngày càng quan trọng trên trường quốc tế, ASEAN trở thành đối tác quan trọng của các diễn đàn thế giới, vân vân vân. Cái này thì nó chính là cái mục ở trên, nó chính là dẫn lại các ví dụ ở bên trên thôi. Đây đây là một vài những các cái ví dụ để các thầy cô hình dung về toàn bộ cái bài liên quan đến cộng đồng ASEAN. Một bài rất là khó dạy vì phần lớn nội dung của nó liên quan đến những thể chế, liên quan đến văn kiện. Bây giờ các thầy cô có câu hỏi thì các thầy cô sẽ gõ trực tiếp lên trên cái nhóm chat này hoặc gửi cho cô Thu cũng được. Trong lúc này thì tôi sẽ trả lời một số các câu hỏi của các thầy các cô. Câu đầu tiên thì có thầy cô có hỏi rằng là chia sẻ một vài chương trình dự án cụ thể của ASEAN đã và đang triển khai để làm rõ hợp tác của các nước thành viên này trong khu vực. Rồi. Ở trong này thì cũng đã viết và trong quá trình đề cập thì tôi cũng đã đề cập đến một loạt những cái dự án hợp tác rồi các khuôn khổ hợp tác vân vân. Nó có nhiều lắm, ví dụ như là cái diễn đàn của các văn hóa xã hội chẳng hạn, cái diễn đàn của các trường đại học Đông Nam Á này, diễn đàn của các bộ trưởng giáo dục này, rồi về 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 hợp tác thanh niên thì nó liên quan đến gì, đoàn tàu ASEAN vân vân, đúng chưa? Kết nối giới trẻ ASEAN rồi thúc đẩy du lịch ASEAN, đây cái việc mà chỉ làm ảnh ảnh này rồi phim tư liệu này cũng là một phần ở trong việc thúc đẩy hợp tác về nghệ thuật, về bản sắc của ASEAN vân vân. Rồi như trên là trình bày về quân sự, đúng chưa, tập trận, rồi trình bày về hợp tác kinh tế đấy, một loạt những cái hiệp ước, các văn kiện, quá trình triển khai từ cái hóa đơn thuế, bây giờ nó cũng có các mẫu chung của ASEAN kiểu như thế, thì các thầy cô có thể tìm hiểu thêm. Bây giờ cái câu tiếp theo. Liên quan đến cái việc về thầy có thể nói rõ hơn về quá trình thay đổi tâm lý, nhận thức, tư duy, quan điểm đi đến hành động
của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam khi quyết định gia nhập ASEAN. Rồi, câu hỏi rất là thú vị. Như hôm qua thì tôi đã có đề cập đến đấy ạ. Cái quá trình chuyển dịch nhận thức của chúng ta về ASEAN thực ra nó tương đối thống nhất. Ngay sau năm 1975 là chúng ta đã nỗ lực để kết nối với ASEAN rồi. Cho nên chúng ta tìm cách để đi. Bởi vì sau năm 75 thì từ năm 73 trở đi là một loạt các nước, kể cả các nước tư bản nữa, đã tìm cách kết nối với Việt Nam rồi, bình thường hóa quan hệ hoặc là thiết lập quan hệ. Cho nên là cái chuyện mà sau đó thì Việt Nam chủ động kết nối với ASEAN và các nước ASEAN rất tán đồng, cho nên cái tuyên bố Bali đấy chính là một nỗ lực để chìa tay ra và hưởng ứng một cái nỗ lực giữa các nước Đông Dương với Việt Nam, với ASEAN. Tuy nhiên đúng là cái sự kiện năm 1979 nó là một thách thức cực kỳ lớn. Việt Nam không lường trước được phản ứng của ASEAN đến mức như thế. Việt Nam không lường trước được phản ứng của cộng đồng quốc tế đến mức như thế. Và thực sự đó là một khoảng thời gian cực kỳ khó khăn với Việt Nam. Đó là một khoảng thời gian cực kỳ khó khăn với chúng ta. Cho nên sau đó thì phải mất gần một thập kỷ. Hôm sau các thầy cô sẽ học cái bài, cái chủ đề về đối ngoại của Việt Nam. Cái này cô sẽ tham khảo thêm cái phần đấy và cho hiểu rõ. Và đấy cũng là tôi viết. Đối ngoại của Việt Nam. Đối tác quan trọng nhất của Việt Nam là Liên Xô và Đông Âu. Quan hệ của Việt Nam và Liên Xô là hòn đá tảng. Liên Xô coi, Việt Nam coi quan hệ với Liên Xô là hòn đá tảng trong chiến lược đối ngoại của mình. Và tôi có thống kê được toàn bộ cái viện trợ vân vân. Rồi Việt Nam và Liên Xô ký cái hiệp ước tương trợ. Đấy là một hiệp ước liên minh quân sự. Nó liên quan tất cả chuyện này. À, như vậy sau một thập kỷ và Việt Nam khi mà rút quân ấy, thì cả Việt Nam và cả các nước ASEAN bắt đầu nhận ra nhu cầu và thay đổi. Liên Xô suy yếu. Vài năm 91 thì sụp đổ. Rồi như năm 88, 89 là bắt đầu Đông ước đã gặp vấn đề rồi các bạn. Cho nên cả Việt Nam và cả ASEAN đều có nhu cầu tìm đến nhau. Chúng ta sẽ thấy được là cái quá trình chuyển dịch là diễn ra rất nhanh. Từ năm 88 đến 89, 90, 91, Việt 91 Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Và ngay lập tức là Việt Nam và ASEAN kết nối với nhau. Năm 92 thì Việt Nam trở thành quan sát viên của ASEAN. Năm 94 thì Việt Nam gia nhập cái diễn đàn khu vực châu Á RF, đúng không ạ? Khu vực Đông Nam Á RF đấy. Và như thế là từng bước từng một rất nhanh. Năm 95 thì Việt Nam thành thành viên của ASEAN. Như vậy nó tính bằng năm, tính bằng năm. Để chúng ta hình dung một cái nỗ lực rất lớn của cả hai bên. Một cái điều nữa liên quan đến đến chúng ta là đổi mới. Đổi mới làm thay đổi tư duy kinh tế chính trị ở bên trong. Nhưng đổi mới cũng làm thay đổi tư duy đối ngoại. Và đó là cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng trong việc chúng ta không chỉ việc chúng ta tiếp cận ASEAN, Đông Nam Á, chúng ta tiếp cận với thế giới nữa. Chúng ta sẽ có một loạt các động thái để hội nhập quốc tế, đúng là hội nhập quốc tế. Thì cái sự thay đổi của vị chính sách của Việt Nam nó nằm ở trong một cái diễn trình như thế. 89 chúng ta rút quân, chúng ta hỗ trợ vào cái công cuộc bình thường hóa và hòa bình, thiết lập hòa bình ở Campuchia. Và nó còn liên quan một chuyện nữa là Liên Xô sụp đổ, đúng không ạ? Thì Liên Xô sụp đổ, chúng ta hình dung là đã đến lúc Việt Nam cũng phải thay đổi, đặc biệt là chuyển dịch của đối ngoại. Chúng ta sẽ thấy là bình thường hóa ngoại giao với Trung Quốc,
hướng về ASEAN, và nó sẽ chuyển dịch từ cái thời kỳ đối đầu này sang đối thoại, hội nhập và hợp tác. Đấy, toàn bộ cái quy trình đấy là nó có mấy cái từ khóa: từ đối đầu sang đối thoại sang hội nhập và hợp tác. Đó là cái tiến trình của Việt Nam và ASEAN. Như vậy nó có cả đổi mới này, nó có cả nhu cầu hợp tác này, nó có cả yếu tố khách quan, Liên Xô sụp đổ này, bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Trung Quốc này, bình thường hóa với Mỹ này, và nó có cả nhu cầu phát triển chủ quan nội tại, thay đổi sách ngoại giao sau đổi mới này, và nó có cả nhu cầu hợp tác của bản thân Việt Nam trong 86. Vì Việt Nam nhìn thấy những hệ quả của một thập kỷ, năm 79, năm 88. Đóng góp của Việt Nam trong ASEAN, rồi rất là thú vị. Chỗ này chắc câu này sẽ kiểu gì cũng có. Bây giờ đóng góp của Việt Nam cho ASEAN, thứ nhất là bản thân việc Việt Nam gia nhập ASEAN là một nỗ lực cực kỳ quan trọng. Đây là bước ngoặt. Bởi vì cái việc Việt Nam gia nhập ASEAN nó chấm dứt nhiều thập kỷ xung đột ý thức hệ ở Đông Nam Á. Và nhớ rằng ASEAN ban đầu một phần lý do của nó ra đời là vì ý thức hệ, đúng chưa? Mà bây giờ Việt Nam gia nhập ASEAN nó là một bước ngoặt của hợp tác hòa bình ổn định của khu vực Đông Nam Á. Từ bây giờ ASEAN không còn là vấn đề ý thức hệ nữa, mà ASEAN trở thành câu chuyện của hợp tác khu vực. Để đóng góp cực kỳ quan trọng của Việt Nam. Đóng góp thứ hai của Việt Nam đối với ASEAN: Việt Nam gia nhập ASEAN thì Lào và Campuchia mới gia nhập ASEAN. Đó là chuyện đương nhiên. Nó mở đường không chỉ cho hợp tác khu vực của Việt Nam với ASEAN mà còn là của các nước Đông Dương với ASEAN nữa. Vì Việt Nam không chỉ là cửa ngõ của toàn bộ cái vùng phiệt lục địa đấy, mà Việt Nam còn là quốc gia dẫn dắt ít nhất là với Lào và Campuchia, đúng chưa, trong cái bối cảnh năm 90 đấy. Cho nên việc Việt Nam và ASEAN là cực kỳ quan trọng, một cái bước ngoặt của kết nối khu vực Đông Nam Á. Mà vì có sự kiện đó nên có thêm các nước khác vào nữa, và ASEAN mới trở thành ASEAN 10. Phải hình dung về về cái chuyện này, nó là như thế. Bây giờ Việt Nam tham gia vào nó thì gì nhỉ? Góp phần về thành viên này, góp phần hợp tác khu vực này, rồi góp phần về mặt tổ chức này, góp phần về hoạt động này, rồi góp phần về các sáng kiến này. Bây giờ nó có mấy cái sự kiện đâu, chỗ nào để đây xem. Để hình dung xem nó là gồm những cái sự kiện gì các thầy cô. Một vài cái sự kiện tiêu biểu thôi. Rồi nó chấm dứt thời kỳ nghi kỵ chia rẽ và đối đầu trong khu vực Đông Nam Á này. Bây giờ có một cái câu rất hay và một cái cụm từ rất hay: Việt Nam là một thành viên chủ động, uy tín và trách nhiệm của ASEAN, đúng chưa ạ? Đấy là cái câu từ khóa để giúp định hình vai trò của Việt Nam trong cái tổ chức này. Việt Nam làm gì? Có một loạt các sự kiện như là hội nghị cấp cao năm 1998, thì Việt Nam góp phần đề ra chương trình hội nghị và tầm nhìn ASEAN 2020. Cái này thì các thầy cô phải nhớ thôi, không có cách nào khác cả. Cái này thì chắc là phải ngồi chép ra thôi, vì nó liên quan đến các Vâng mốc ạ, thầy sự kiện, và các văn kiện mà Việt Nam góp phần thông qua, đúng chưa? Việt Nam góp phần định hình các cái mốc sự kiện này, cho nên liên quan đến gì, các sáng kiến của Việt Nam là vì thế.
can dự chủ động của Việt Nam là vì thế. Thầy cô nhớ cho tôi cái mốc năm 1998. Cái hội nghị ở Việt Nam nó ra cái chương trình Hà Nội và tầm nhìn ASEAN 2020 chính là một nỗ lực tiếp theo để củng cố cái quá trình gì ạ? À? Định hình nên ý tưởng về cộng đồng ASEAN và từng bước xây dựng cộng đồng ASEAN. Đấy là quá trình đấy, vai trò của Việt Nam đấy. Tiếp theo nữa là có Việt Nam sẽ được làm bầu làm chủ tịch của ASEAN và luân phiên vào năm 2000, 2001, 2000 đấy, chủ tịch khóa 34. Việt Nam sẽ đề xuất một loạt các tuyên bố, cái này là cái Việt Nam quan tâm, tuyên bố Hà Nội về thu hẹp khoảng cách phát triển. Đương nhiên rồi, nó liên quan đến Việt Nam. Các thầy cô tưởng tượng năm 2000 GDP của Việt Nam so với GDP của Singapore với lại Brunei, và đương nhiên là các nước kiểu ủng hộ ngay lập tức. Tuyên bố Hà Nội về thu hẹp khoảng cách phát triển. Cái thứ hai là sáng kiến ASEAN mà trong giáo trình sang sách giáo khoa đến chúng tôi có mở ngoặc kép là AI đấy. AI ở đây không phải là trí tuệ nhân tạo, đó là sáng kiến ASEAN. Nó là ASEAN Initiative, sáng kiến ASEAN. Sáng kiến ASEAN này chính là sự cụ thể hóa của cái nỗ lực thu hẹp khoảng cách của các nước ASEAN về kinh tế bằng cách đề ra một loạt các chính sách hợp tác về cơ sở hạ tầng, về năng lượng, viễn thông, giao thông vận tải vân vân để hỗ trợ các nước mới gia nhập bốn cái nước này thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước đi trước, năm nước ban đầu đấy. Đấy mà gọi là sáng kiến ASEAN đấy. Việt Nam làm gì nữa? Việt Nam tham gia vào góp ý kiến cho cái văn kiện Bali 2 2003. Lúc nãy vừa đề cập với thầy cô đấy. Cái văn kiện Bali 1 1976, mốc cực kỳ quan trọng. Văn kiện Bali 2 2003 cũng đặc biệt quan trọng. Cái này gọi là tuyên bố hòa hợp Bali hay là tuyên bố Bali 2. Việt Nam còn tham gia vào quá trình chuẩn bị cho việc thành lập của một chuẩn bị cho cái tiến trình thành lập cái cộng đồng ASEAN này. Ví dụ như là góp ý kiến cho cái chương trình hành động Viên Chăn năm 2004 này. Rồi góp ý kiến vào để dự thảo để hoàn thành hiến chương ASEAN 2007 này. Và tham gia xây dựng cái lộ trình xây dựng cộng đồng ASEAN 2009 và 2015. Bây giờ để xem. Bây giờ đến cái năm chủ tịch tiếp theo. Năm 2010. Thì sau khi mà nó đã có cái lộ trình đúng chưa? Xây dựng cộng đồng ASEAN 2009 và 2015 rồi. Thì năm 2010 là rất là quan trọng vì ở Hà Nội nó ra một cái tuyên bố hướng tới cộng đồng ASEAN tầm nhìn và hành động 2010 này. Và đây là một cái văn kiện quan trọng để thúc đẩy việc triển khai trong thực tiễn quá trình chuẩn bị cho cộng đồng ASEAN bắt đầu từ 2009 2015 đấy. Bây giờ cái sự kiện tiếp theo nữa là Việt Nam sẽ là chủ tịch của ASEAN năm 2020. Đúng vào Covid. Và Việt Nam sẽ có một loạt các sáng kiến quan trọng góp phần vào việc giải quyết vấn đề Covid. Tất cả các hội nghị này đều là online hết. Trong đó có cái chuyện về Việt Nam xây dựng một cái chương trình về gắn kết và chủ động thích ứng với các thách thức dịch bệnh. Rồi Việt Nam ra một loạt các sáng kiến về kho dự trữ vật tư ASEAN về phòng chống COVID, rồi khung chương trình và các kế hoạch của ASEAN đối với ứng phó với lại các dịch bệnh nói chung vân vân đấy. Và cuối cùng một cái sự kiện rất là quan trọng. Việt Nam là nước chủ trì cái việc soạn thảo một cái báo cáo giữa kỳ để đánh giá về cái tiến độ triển khai và kết quả xây dựng cộng đồng ASEAN. Cực kỳ quan trọng.
Và đây là một trong những đóng góp rất lớn của Việt Nam trong cái tiến trình về việc thúc đẩy, củng cố và phát triển cộng đồng ASEAN năm 2020, tức là 5 năm sau khi cộng đồng ASEAN được thành lập. Việt Nam chủ trì cái báo cáo giữa kỳ đánh giá về cái hiệu quả, đánh giá về cái tiến trình, đánh giá về sự phát triển của cộng đồng ASEAN. Đấy là cái quá trình ASEAN và Việt Nam gắn bó xích lại gần với nhau, rồi thay đổi, chuyển đổi cấu trúc. Sẽ có câu hỏi và cái đóng góp của ASEAN, đóng góp Việt Nam với ASEAN như vậy là bản thân cái việc mà Việt Nam gia nhập ASEAN, chủ động kết nối với ASEAN, trở lại thành viên của ASEAN là một đóng góp. Rồi ASEAN, Việt Nam có góp phần vào việc thúc đẩy về phát triển về tổ chức, thúc đẩy về các hoạt động, thúc đẩy về các sáng kiến của ASEAN. Bây giờ Việt Nam có ảnh hưởng như thế nào khi mà gia nhập ASEAN, ảnh hưởng các nước khác như thế nào? Thì vừa mới trình bày rất rõ là Việt Nam đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Một là cái việc mà Việt Nam gia nhập ASEAN mở ra bước ngoặt mới trong tiến trình hợp tác của khu vực Đông Nam Á. Khi Việt Nam gia nhập ASEAN làm thay đổi tính chất, đương nhiên thay đổi lâu rồi, nhưng đây là cái mốc chính thức đánh dấu thay đổi về chất của ASEAN. Vì ban đầu nguyên thủy của nó gắn với câu chuyện về ý thức hệ. Nhưng bây giờ khi mà Việt Nam tiến vào ASEAN có nghĩa là vấn đề thế hệ không còn trở thành chương trình của ASEAN nữa. Và thứ hai là khi Việt Nam vào thì automatic mà là mở đường cho Campuchia và Lào và Myanmar, những cái nước ở phía Đông Dương này. Góp phần vào việc chuyển đổi cái khu vực Đông Nam Á này, nó đưa đến từ xung đột, từ nghi kỵ trở thành hòa giải, hòa nhập, hội nhập, hợp tác và phát triển. Đó là những cái từ khóa đúng đúng cái văn kiện đấy. Xung đột, nghi kỵ chuyển sang hòa hợp, hòa giải, hợp tác và phát triển. Việt Nam còn là cái cầu nối. Chúng ta nhìn cái vị trí địa lý của Việt Nam đúng chưa? Việt Nam gia nhập ASEAN, Việt Nam trở thành cái cầu nối giữa khu vực hải đảo và lục địa. Kết nối về thị trường, kết nối về du lịch, kết nối về giao thông vận tải, kết nối về viễn thông vân vân, du lịch vân vân, tất cả Việt Nam thành cầu nối để thúc đẩy ASEAN cho cái việc triển khai các kế hoạch, các sáng kiến. Mà những cái trung tâm như là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh chính là những cái điểm kết nối của Việt Nam trong các mạng lưới ASEAN. Nó có một cái ý tưởng rất hay là các đô thị thông minh ASEAN, cái bản đồ đấy ạ. Anh chị, đây là cái sáng kiến về kinh tế, giao thông vận tải và viễn thông. Nó có cái bản đồ mạng lưới các đô thị thông minh ASEAN. Và các anh chị cần trình bày cái bản đồ ấy ra. Nó đầy đủ ý nghĩa và nó phản ánh rất là hay, rất là chi tiết cái việc vai trò của Việt Nam trong việc kết nối ASEAN, kết nối các sáng kiến của cộng đồng kinh tế ASEAN. Và cuối cùng là các sáng kiến của Việt Nam góp phần thúc đẩy, góp phần hoàn thiện, góp phần bảo đảm, góp phần đẩy mạnh quá trình phát triển hợp tác cũng như xây dựng cộng đồng ASEAN và đạt được các cái mục tiêu, hướng tới các mục tiêu của cộng đồng ASEAN. Bây giờ nó liên quan đến một câu tiếp theo nữa. Các thành tựu của hợp tác về an ninh chính trị của ASEAN. Cái này cũng rất là thú vị. Rất là quan trọng. Các thành tựu hợp tác về an ninh chính trị của ASEAN phần lớn nó liên quan đến việc
tạo dựng một môi trường an ninh và hòa bình ở Đông Nam Á. Đấy là linh hồn của cái tổ chức này trong vòng mấy chục năm qua. Thành tựu lớn nhất của nó là việc tạo dựng một môi trường hòa bình và hợp tác ở Đông Nam Á. Sở dĩ mà Đông Nam Á có thể ổn định được như ngày hôm nay, đương nhiên nó còn xung đột, nó không có xung đột lớn. Đặc biệt nó không còn xung đột giữa các nước. Đây là bước ngoặt. Và đây là có vai trò của ASEAN. ASEAN góp phần củng cố cái sự gắn kết của các quốc gia này, tạo ra môi trường hòa bình. Trong đó đặc biệt là có việc gì nhỉ? ASEAN và các nước Đông Dương ngồi với nhau và Đông Dương trở thành thành viên của ASEAN và ASEAN biến thành ASEAN 10 như vừa trình bày ở trên đấy. Nó xóa bỏ thời kỳ đấu tranh, xóa bỏ thời kỳ xung đột ý thức hệ ở Đông Nam Á. Và khi mà nó xóa bỏ ý thức hệ ở Đông Nam Á, có nghĩa là nó xóa bỏ cái tàn tích cuối cùng của chiến tranh lạnh ở Đông Nam Á. Bởi bây giờ chủ nghĩa khu vực Đông Nam Á thắng thế, nó chuyển sang hợp tác khu vực. Đây là cái đầu tiên, duy trì hòa bình hợp tác, rồi kết nối khu vực, xóa bỏ những cái tàn tích của chiến tranh lạnh. Rồi nó bảo đảm an ninh, chợ nó tạo ra các cơ chế để bảo đảm và duy trì an ninh trong khu vực. Nó tạo ra các cơ chế để biến Đông Nam Á thành một thực thể, thành một cơ chế hợp tác về an ninh chính trị và giúp Đông Nam Á có sức mạnh, có bản sắc, có sự đoàn kết để ứng phó với các thách thức an ninh từ bên ngoài. Và về cơ bản, điều này có thể coi là thành công. Thành công trong việc kết nối khu vực, thành công trong việc giảm thiểu xung đột trong khu vực, thành công trong việc xóa bỏ tình trạng chia rẽ và xung đột trong khu vực, biến tất cả thành thành viên, thành công trong việc kết nối tất cả các nước trong khu vực với các mục tiêu an ninh và chính trị chung, và thành công trong việc tạo ra một cộng đồng của các nước trong khu vực về an ninh và chính trị nhằm ứng phó với các thách thức từ bên ngoài. Đấy là các cái thành tựu về an ninh và chính trị của Đông Nam Á. Rồi, bây giờ cái câu hỏi vừa mới được gửi lên đây luôn rồi. Bây giờ còn một thầy cô vẫn cứ băn khoăn cái chuyện làm rõ hơn về tên gọi cộng đồng ASEAN. Cái này nó là từ tiếng Anh, nó là từ community thì không có gì phức tạp cả, cộng đồng. Bản thân cái từ này nó đã là gì nhỉ? Cộng tức là tập hợp, đồng tức là có cùng. Tức là một nhóm các dân tộc, một nhóm các xã hội có cùng chung ý tưởng, cùng chung vận mệnh, cùng chung mục tiêu, cùng chung lợi ích vân vân. Thế là cộng đồng. Bây giờ làm thế nào để phân biệt nó là cộng đồng, nó từ community ở trong tiếng Anh. Làm thế nào để phân biệt rõ hơn một lần nữa giữa hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và cộng đồng ASEAN? Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là một tổ chức khu vực của các quốc gia được thành lập năm 1967. Hiệp hội này tiến hóa dần dần. Trong quá trình tiến hóa này, tiến hóa về thể chế, tiến hóa về số lượng thành viên, tiến hóa về luật pháp, hiến chương ASEAN để cho hợp tác của các nước trong hiệp hội này ngày càng chặt chẽ. Cộng đồng là một cơ chế hợp tác, không phải thể chế, không phải tổ chức.
mà là cơ chế hợp tác, một khuôn khổ hợp tác được thiết lập bởi các hiệp định, hiệp ước, văn kiện ký với nhau. Các văn kiện này quy định về cách thức hợp tác, phương thức hợp tác, mục tiêu hợp tác, quy mô hợp tác, vân 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 vân. Và như thế, cộng đồng này không phải là tổ chức, không phải là thiết chế. Khi cộng đồng ASEAN ra đời, tổ chức ASEAN vẫn còn tồn tại. Cộng đồng ASEAN không thay thế tổ chức ASEAN. Cộng đồng ASEAN chỉ là một cơ chế hợp tác cao hơn, hoàn thiện hơn, toàn diện hơn, giúp cho tổ chức ASEAN triển khai các ý tưởng mà nó muốn thực hiện. Như vậy cộng đồng là một cơ chế hợp tác, không phải tổ chức. Nó là một cơ chế để giúp cho, nó là phương tiện để giúp cho cái tổ chức này hoạt động một cách hiệu quả và thực hiện các ý tưởng của mình. Thầy cho hỏi một chút về nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc. Sách cũ có nguyên tắc rồi, câu này rất hay. Câu hỏi là nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc, sách cũ có nói là nguyên tắc là sự chung sống hòa bình của năm nước lớn. Đây không phải nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc. Đấy là vấn đề vận hành của Hội đồng Bảo an. Hội đồng Bảo an là cơ chế ra các quyết định thường trực. Còn một cái cơ chế nữa lớn hơn là Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đúng chưa? Nó giống như là chúng ta có các đảng viên và chúng ta có Bộ Chính trị, đúng chưa? Chúng ta có Ban Bí thư, có Ban Chấp hành Trung ương. Đấy, thì và chúng ta có Quốc hội, và chúng ta có Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thì nó có các cơ chế để ra các quyết định ở các level mà khác nhau. Năm cái nước này là năm cái nước lớn và có quyền ra các quyết sách, gọi là Hội đồng Bảo an là vì thế. Vì đó là những nước thắng trận ở trong cái ranh giới thứ hai. Đây không phải là nguyên tắc của Liên Hợp Quốc, mà đây là nguyên tắc thế nào nhỉ? Đây là sự thỏa thuận với nhau trong cách thức vận hành của cái tổ chức này, chứ không phải nó là của, chứ không phải là nguyên tắc của Liên Hợp Quốc. Còn trong cái Hội đồng Bảo an này thì đúng là nó có chuyện gì nhỉ? Một nước phủ quyết thì các nước khác không không có nghĩa là tất cả các quyết định của Hội đồng Bảo an là stop hết. Thì nó gần giống với đồng thuận của ASEAN. Cái phần so sánh này thực ra thì trong cái bởi buổi đầu tiên là thầy Trương cũng đã làm rõ, và hôm qua thì thầy Liêm làm khá rõ cái chỗ này. Thực ra là các thầy cô cũng hơi băn khoăn là vì trong 10 năm mình thực hiện cái sách cũ ấy thầy Liêm ạ, thì Vâng. cái ngay cá nhân tôi cũng nghĩ đấy là nguyên tắc của Liên Hợp Quốc. Nhưng mà hôm đầu tiên thầy Trương cũng đã show ra một cái gọi là văn kiện là nguyên tắc của Liên Hợp Quốc ấy, bằng dịch ra đấy thì đúng là không có nguyên tắc này, mà đây chính là cái cơ chế vận hành của cái Hội đồng Bảo an thì đúng hơn, Hội đồng Thường Vâng. trực Bảo an Liên Hợp Quốc đúng rồi đó. Cho nên là thôi thì chúng ta cũng không, tôi nghĩ là chúng ta cũng không đánh giá lại cái sách giáo khoa cũ như chương trình cũ, mà bây giờ thì mọi thứ thay đổi. Với một đồng nghiệp của tôi biết được cái thông tin này, mặc dù anh ấy không dạy lịch sử nhưng mà anh nói rằng là lịch sử thì có gì đâu mà hay đi học thế, vì anh ấy có bảo công việc, tôi bảo tôi đang học bài, tôi mai tôi mới giải quyết công việc, tôi đang học.
Thế thì thầy nói là sử thì có cái gì đâu mà học, nó chỉ có mỗi cái sự kiện như thế thì nó vẫn lặp đi lặp lại. Đấy. Thì đấy là người ta nhìn nhận, và đôi khi mình cũng nhìn nhận như thế. Nhưng tôi cho rằng là như thế thì nó nói như thế, nó vô cùng đúng không? Lịch sử nó có thể điều chỉnh qua nhận thức khi mà chúng ta tiếp cận tư liệu nó khác đi. Nhưng các thầy cô thấy là ở cái sách cũ là viết như thế, nhưng mà rõ ràng là với cái cách tiếp cận mới và trung thành với rất nhiều tư liệu gốc lịch sử thì ở các cái nhóm tác giả mới, và như vậy đã được thông qua thì cả hội đồng thẩm định nữa, thì chúng ta cũng hoàn toàn tin tưởng và chúng ta lại điều chỉnh trong cái cách dạy học. Trước đây mình quen có 5 nguyên tắc của Liên Hợp Quốc rồi đấy, mà trong chương trình thì như là không ghi nguyên tắc đúng không đấy, nên là Đúng rồi, đúng rồi, cái mới thì và cũng mới phải chia sẻ với các thầy cô là trong bài giảng thì thầy Liêm nói rất là nhiều, tôi cũng biết những cái rất là bức xúc của tác giả. Ví dụ khi chúng tôi đi dạy học cũng thế, tôi cũng chẳng biết vì sao chương trình thì lại gạch cái phần hoàn cảnh rất là buồn cười là như vậy. Thế nhưng mà tôi thì cá nhân tôi chẳng hạn đi dạy thì tôi vẫn cứ phải nói về hoàn cảnh lịch sử, về bối cảnh thì nó mới ra nữa chứ. Còn cái đời nó mình cứ dạy đúng chuẩn kiến thức thôi, mình nâng cao càng tốt, nhưng rõ ràng mình vẫn phải dạy, ví dụ như ngay lớp 10 mà dạy về thành tựu văn minh của đại phương Tây và phương Đông, không nói về cơ sở hình thành thì làm sao mà đúng nói rồi, không có cơ sở. thế nào mà dạy được. Nên tôi nghĩ là ở đây mình chia sẻ góc độ nghề nghiệp, có thể không quá sâu 15-20 phút ở phần đấy, nhưng vẫn phải tổ chức để học sinh bị nhận thức ra được, cũng như nói về 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 ASEAN vậy. Thầy thầy Liêm có cái băn khoăn, cái bức xúc của cái người viết, mình không thể nào mà viết không viết bối cảnh mà lại cứ viết khơi khơi ra, cứ nói khơi khơi ra là sứ mệnh của ASEAN nọ kia đúng không ạ, hay là Vâng. ra cộng đồng. Thế thì các thầy cô cũng có rất nhiều thầy cô đã từng tham gia những cái hội đồng, nhưng cũng nghĩ nhiều thầy cô thì bảo ô thế thì phải đấu tranh, nhưng mà chương trình nó là pháp lệnh và các thầy cô mà làm hội đồng thẩm định tôi cũng biết họ có cái áp lực, đó là phải quy chiếu từ cái điều chỉnh từ cái chương trình ra, và phần nào không đó thì yêu cầu tác giả sách giáo khoa cắt bỏ. Thế cho nên bây giờ chúng ta cũng tiếp cận một cái tư tưởng mới, đó là sách giáo khoa cũng chỉ là một tài liệu tham khảo thôi. Thế thầy cô có thể là gia giảm, các thầy cô có thể phân tích, và có thể là thậm chí là các thầy cô cũng khai thác nhiều nguồn tư liệu khác, chứ cũng không chỉ là ba cái cuốn sách giáo khoa này, để các thầy cô làm rõ và sống động cái bài giảng của mình. Thế thì cảm ơn thầy Liêm rất là nhiều, với các thầy cô Vâng mình có vâng gì không ạ? Đấy. Nếu không à, đúng đúng thế, bởi vì là nó liên quan đến cái chuyện là để dạy được cái cuốn sách mới này là rất là khó, bởi vì các thầy cô nhìn đấy, cấu trúc của nó rất là đơn giản, lẽ ra là nó phải viết một trang thì bây giờ nó tòi ra như thế, cho nên là để mà chuẩn bị được thì các thầy cô chúng tôi cũng hiểu chuyện này, khi mà dạy, với lại khi mà có dịp dạy đây với giáo viên phổ thông rồi giáo viên cấp 2, cấp 3 thì các thầy cô bảo các thầy phải viết sách hướng dẫn đi chứ, bởi vì là nó có mỗi cái ảnh, mỗi đoạn tư liệu này thì chúng em không biết xử lý nào, cho nên là đúng là các thầy cô phải rất là chủ động trong cái chuyện này để hình dung ra được là cái ý tưởng của cái sách là gì, tại sao cái chỗ này người ta chỉ viết thế này thôi và người ta viết mỗi một câu thôi, vì mỗi một câu của người ta là các thầy cô phải diễn dịch nó ra, nó có ý đồ cả trong đấy, nó sẽ là tất cả nó là cái cơ bản cả, đây là những cái mà không thể bỏ được, cho nên là phải đưa nó vào, còn lại để mà dạy được nó thì cần cần rất nhiều cái thời gian và tâm sức rồi chuẩn bị các thầy cô. vâng. Cảm ơn các thầy các cô ạ. Chắc chắn là chúng ta sẽ còn rất nhiều, nhưng bây giờ cũng đã là 10 giờ 40 phút, chắc chuyển sang 11 giờ. Và xin được thay mặt các thầy các cô và xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Đức Liêm. Và tôi nghĩ rằng đây cũng không chỉ dừng lại là hai cái buổi này đâu ạ. Chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ cùng nhau để thiết kế thêm một số các cái nội dung khác nữa, đặc biệt là đối với cả lớp 12, khi mà chúng ta cũng còn cái thách thức rất là lớn, đó là thi cử đúng không ạ? Cuối cùng thì vẫn phải là trận đấu, nó phải là bảng tỷ số, thế cô ạ đúng không ạ? Mình cứ ca ngợi rồi mình cứ nói, nhưng cuối cùng xem cái kết quả trận đấu thì đá đến hay hay không hay thì cuối cùng nó cũng phải là bảng kết quả chung cuộc là mấy không ghi vào lưới đội bạn, hòa hay thắng hay thua. Cảm ơn thầy Vũ Đức Liêm. Và xin trân trọng cảm ơn các thầy các cô. Chúng ta nhớ lịch là thứ sáu thứ bảy tuần này chúng ta còn 2 buổi, về chủ đề thứ nhất về quan hệ quốc tế là tiến sĩ Nguyễn Văn Ninh sẽ cũng là tác giả trực tiếp của nội dung này, thì thầy Ninh cũng sẽ lên lớp với chúng ta 2 buổi, và trong buổi thứ hai chúng ta còn có một cái chia sẻ giáo án gọi là tổ chức dạy học một cái bài cụ thể của một cô giáo trong mạng lưới sẽ tiến hành, và sau đó thì chúng ta cũng có một cái sinh hoạt chuyên môn của cái buổi thứ hai đó ngày 20.
thì thầy cô cũng chú ý lịch và tôi sẽ nhắc lại ở trên các cái nhóm Zalo. Một lần nữa thì xin cảm ơn thầy Liêm, cảm ơn thầy đã rất là tâm huyết, và đây các thầy có thể lắng lại một chút để thầy đọc rất là nhiều những cái lời cảm ơn của các thầy các cô, thậm chí có thầy cô còn xin lỗi, bởi vì là tôi không hiểu sao xin lỗi nhưng mà chắc là cảm thấy xúc động quá, xin lỗi và chưa từng gặp thầy mà hôm nay đã được nghe thầy nói như thế này. Đã rất nhiều thầy Vâng cô vâng chia sẻ trong lúc mà tôi đang trực đây. Vâng ạ. cảm ơn cảm ơn cô Thu, cảm ơn tất cả các thầy các cô. Hy vọng là Vâng. nó cái buổi chia sẻ này nó giúp ích được một cái gì đó cho các thầy các cô. Có những cái các thầy các cô có thể chưa dùng ngay, nhưng mà ít nhất là các thầy cũng hiểu được là cái khung cảnh, bối cảnh, rồi các câu chuyện lịch sử ở đằng sau nó là như thế, hoặc là ý tưởng của người viết sách là như thế, thì sau này các thầy cô sẽ có cơ hội để dùng. Sau đây chắc chắn là sẽ gửi cho cô Thu tất cả những cái tài liệu liên quan, thì cô Thu sẽ nhờ cô Vâng Thu ạ. gửi cho các thầy các Vâng cô ạ. nhé. Thầy Vâng. cứ chỉnh trang mà thôi cũng ngắn gọn thầy ạ. Thầy cũng Dạ. thông cảm, anh chị em thì cũng nhiều người nhiều công nhiều việc, với hơn nữa là cũng phải chia sẻ thật với thầy là chúng tôi là cứ cầm tay chỉ việc nó dễ hơn. Thế thì thầy Vâng có vâng. thể biên tập giúp cho những cái phần tư liệu một chút, sau đó thì thầy gửi file nén thì tôi sẽ có nhiệm vụ là chuyển đến các thầy các cô ạ, để các thầy cô chuẩn bị bài giảng cho năm học mới ạ. Cảm Không ơn biết là các thầy các cô là quen quen đọc cái tút có 30 chữ rồi, cho nên là bây giờ mà đọc vài chục trang luôn là hơi xem khó. TikTok ạ, xem TikTok Đấy. em rồi, bây giờ Đấy chỉ xem có 3 phút thôi, đấy. vâng, cho nên là ngại. Dạ vâng, thế là tôi thì thầy cũng giúp cho, vì chắc chắn là từ tư liệu của thầy thì rất là nhiều. Tôi còn phải giải thích cho một cô giáo của tôi là thầy Liêm là người Việt Nam nhưng mà thầy ở nước ngoài lâu, cho nên là thầy nói thì đôi khi là nó lại có cái tư duy khác một chút, thì cô lại sợ thầy là người nước ngoài. Tôi bảo không, thầy là người Việt Nam chính xác đấy ạ. Nói đùa vậy thôi ạ, thì các thầy cô đã rất là chăm chú ạ, và có cả nhận xét cả về báo cáo viên nữa đấy ạ. Vâng. Dạ. Cảm ơn các thầy các cô và cảm ơn thầy Vũ Đức Liêm ạ. Xin kính chúc các thầy cô sức khỏe và chúng ta hẹn gặp lại nhau vào tối thứ sáu ạ. Vâng, cảm ơn thầy cô. Vâng, kính chúc Vâng thầy ạ. có cô khỏe. Dạ vâng ạ, tạm biệt các thầy cô ạ. Xin phép các thầy cô là tôi sẽ tắt cuộc họp ạ. Vâng. Vâng ạ.